Chiều ngày 21 tháng 6, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ trực tuyến với các sở ngành quận huyện về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiến An có các đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban dân quận, Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cùng dự có đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân quận, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc quận. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức khá so với bình quân chung của cả nước và các tỉnh thành phố khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI được 981,61 triệu đô la Mỹ, đạt 32,26% kế hoạch năm. Thu ngân sách được 52.581 tỷ đồng, đạt 49,77% dự toán năm, tăng 15,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số công trình dự án giao thông đô thị lớn được khởi công, số lượng khách du lịch đến Hải Phòng ước đạt hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 27,37% so với cùng kỳ năm ngoái. An sinh xã hội được tăng cường, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, số ca F0 giảm mạnh. Các chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của thành phố tăng cao, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với quận Kiến An, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế ổn định và tăng trưởng khá, thu ngân sách đến ngày 21 tháng 6 vượt 6% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 6 dự kiến sẽ đạt 41% kế hoạch năm. Quận chỉ đạo các phường rà soát phân loại kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng ở khu vực bãi bồi ven sông ngoài đê. Riêng hai phường Đồng Hòa và Lãm Hà đã rà soát thống kê và đã tiến hành xử lý vi phạm đối với 15 trường hợp. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt tiến độ kế hoạch như chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 11,84%, thấp nhất trong 5 năm gần đây. Giải ngân vốn đầu tư công thấp, tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án còn chậm. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ngành địa phương đã đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí lưu ý các cấp ngành cần tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án lớn trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mặt khác, rà soát phát hiện sớm, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị, triển khai cải tạo đường hè nội đô, kè lại bờ một số đoạn sông, tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.